Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Và như anh chị em biết, hôm nay cũng là ngày 30 tháng 4 lịch sử, ngày mà ông Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lúc sinh thời, trước khi ông, như người ta đồn đoán, bị các đồng chí của mình đầu độc chết, ông đã nói về ngày 30 tháng 4, hôm nay là ngày có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Và dĩ nhiên thưa anh chị em, những người vui thì đa phần họ là những người của bên chúng ta thường hay gọi là bên thắng cuộc, những người đã mặc cho cuộc chiến phi pháp và phi nghĩa bằng những hạn từ kiều diễm như giải phóng, như thống nhất đất nước, hay cuộc chiến lập lại hòa bình. Thưa anh chị em, những ngày gần đây, nếu ai trong chúng ta quan sát thời cuộc, nhất là quan sát những phản biện trên các trang mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy bắt đầu đã có những sự đổi thay nơi tâm thức của đa phần người Việt trên quê hương đất nước này. Người ta bắt đầu đặt lại vấn đề về chính danh của cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc kéo dài hơn 20 năm, từ năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975, với hàng triệu người chết. Thưa anh chị em, hôm nay có một thống kê trên mạng cho biết có khoảng 440.000 thanh niên miền Bắc đã hy sinh trong cuộc chiến phi nghĩa này. Đó là chưa kể có hàng triệu người đã bị thương tật vĩnh viễn, và bi đát nhất là những hệ lụy kéo dài của cuộc chiến phi nghĩa này kéo dài cho đến tận hôm nay. Trong những ngày này, thưa anh chị em, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Chúng ta nên gọi cuộc nội chiến này là gì để đừng làm cho vết thương chiến tranh thêm rỉ máu và làm cho dân tộc Việt Nam tiếp tục bị chia rẽ, bị phân tán, khiến cho chúng ta trở nên yếu nhược và không đủ sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ biên cương. Chúng ta có thể nào gọi cuộc nội chiến Nam Bắc là một cuộc giải phóng không? Bởi vì thưa anh chị em, tự nó không ai lại đi giải phóng một quốc gia giàu có và tiên tiến như mình. Mấy hôm nay ông Kim Jong Un bên Bắc Triều cũng đang có ý định, đang phát động một cuộc chiến để giải phóng Đại Hàn. Và việc ông dùng truyền thông để phát động cuộc chiến chỉ làm cho người ta vui cười, bởi không thể gọi việc một quốc gia giàu có bị một quốc gia nghèo khó đến xâm lược thì lại gọi đó là một cuộc giải phóng, thưa anh chị em. Và như vậy thì chúng ta phải gọi cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc bằng tên gọi nào, thưa anh chị em? Đối với bản thân tôi, cuộc huynh đệ tương tàn hai miền Nam Bắc thực sự phải hiểu đó là một hành vi xâm lược, chứ không được gọi đó là cuộc giải phóng miền Nam. Cái gọi là thống nhất kể từ ngày 30 tháng 4 1975, thưa anh chị em, đến nay đã kéo dài 42 năm. 42 năm đã qua kể từ ngày thống nhất, đất nước chúng ta có thực sự thống nhất hay không? Rất nhiều những câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng chính bản thân mỗi chúng ta cũng phải đặt lại cho mình để tìm về sự thật lịch sử của nó. Bởi nếu không, có khi chính chúng ta không chỉ là nạn nhân đau thương của lịch sử, mà có khi chính chúng ta đã làm cho những vết thương của quá khứ
tiếp tục gây nên những vết thương, gây nên những thảm trạng cho dân tộc và cho đất nước này. Sáng hôm nay khi suy nghĩ về biến cố 30 tháng 4 lịch sử, tôi có tìm các bài viết của nhiều học giả liên quan đến biến cố lịch sử này. Tuy nhiên có một bài viết làm tôi rất ấn tượng của một chị Tân Tòng. Sở dĩ nó ấn tượng đối với tôi bởi vì chị đã nhìn biến cố 30 tháng 4 trong cái nhìn đức tin Công giáo. Tôi xin trích đọc những chia sẻ của chị trong một bài viết có tựa đề Đất nước hình chữ thập. Bài viết này được đăng trên trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế ngày hôm nay. Anh chị em về chúng ta có thể đọc lại để cùng với một người Tân Tòng suy tư về vận mệnh của đất nước, nhất là thao thức tới tình trạng của đất nước chúng ta ngày nay, một đất nước được gọi là đã được thống nhất. Tác giả viết: kẻ giữ giết Chúa, họ đóng đinh người trên thập giá. Chúa nghiêng đầu thương đau, ngắm Chúa trên cao, chợt thấy hao hao hình chữ S. Bỗng giận mình, chẳng phải đất nước này cũng đang bị đóng đinh vào thập giá sao? Tác giả bắt đầu bài viết bằng một cái sự tưởng tượng của mình về quê hương đất nước này. Cái đầu miền Bắc chẳng phải cũng đang đội một chiếc mão gai thật to, thật sắc nhọn là bọn giặc Tàu đó sao? Chúng làm cho đầu não ra như tê liệt. Chúng ngầm khuynh đảo, kiểm soát mọi lãnh vực của đất nước này. Bởi có không ít kẻ quyền cao chức trọng đã quỳ gối, quy phục chúng. Cái đầu của mỗi con dân Việt Nam cũng bị chồng lên một thứ mão gai vô hình. Đó là nền giáo dục nhồi sọ, bị chính trị hóa, thiếu nhân bản, rỗng tuếch về chuyên môn và đi ngược với sự phát triển. Một sự phát triển toàn diện về đời sống và nhân cách, chứ không phải một kiểu phát triển theo định hướng. Đó là thứ gọi là văn hóa nhưng đầy tính loại bỏ, đê nẹt, thanh trừng và bất lương. Sản phẩm của nền giáo dục và văn hóa ấy chính là những hành vi loạn luân, phi nhân tính, làm tan tác tổ ấm gia đình và rệu nát nền tảng xã hội. Sản phẩm ấy còn là kiểu hành xử côn đồ của nhân viên công quyền, nhân danh pháp luật, là tiếng sĩ giấy, là tiếng kêu oan rền trời từ Bắc chí Nam, là sự khánh kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy tàn nhuệ khí dân tộc. Hai tay Chúa giang rộng, tay phải đặt lên Tây Nguyên, tay trái đặt ra biển đảo. Máu tay phải tuôn trào như bùn đỏ bô xít, như dòng Mê Công bị bức tử tức tưởi bởi hệ thống đập nước đầy hiểm ác của Tàu Cộng. Máu tay trái nhuộm đỏ Biển Đông bởi giờ đây cả biển, cả đảo đã tan tác vào tay giặc. Ngư dân bị đánh, bị cướp, bị giết ngang nhiên giữa ban ngày. Đau xót thưa anh chị em. Cái gọi là thống nhất mà hệ quả nó vẫn đang tiếp tục như vậy đó thưa anh chị em. Người tín hữu Tân Tòng viết tiếp: trái tim Chúa bị đâm thâu đau đớn, hay miền Trung đang dãy chết đớn đau. Formosa như con quỷ dữ đang gầm thét, phun độc, giết chết biển, chết đất. Dân tình lầm than phẫn nộ, nhưng than ôi, cái được gọi là bộ máy chính quyền, là đầy tớ nhân dân, sao lại tiếp tay giặc đàn áp dân, không cho dân lên tiếng đòi công lý. Vì vậy thì kẻ thù ác, kẻ hại dân, chống lại nhân dân là ai vậy? Đôi chân Chúa bị kéo căng ra, đóng đinh vào đồng bằng sông Cửu Long. Nhát búa đớn đau, máu tuôn ra mặn đắng. Đất nứt nẻ khô cằn, lúa chết trắng ruộng, sông cạn cá tôm. Bởi bọn giặc lạ đã mưu đồ từ lâu, chặn đứng dòng Mê Công để bóp chết miền Tây Nam Bộ, miền đất trù phú cá tôm và cũng là vựa lúa của Việt Nam. Chưa hết, sông Tiền giờ đây còn bị cắn xé, tàn phá bởi chất độc phun ra từ con ác thú Liman, nhà máy giấy khổng lồ của Trung Quốc. Đất nước này còn nơi đâu không hẳn vết roi đòn của quân dữ. Chúng quất vào bữa ăn bằng thực phẩm độc hại, quất vào giấc ngủ những ám ảnh của bệnh tật, tai nạn,
giết chóc, cướp bóc, ung thư, quất vào đất, vào biển, vào sông bằng chất độc hại, quất vào lương tri ngay lành bằng sự dối trá, lạnh lùng và vô cảm. Quất vào lương tri chúng ta bằng sự lạnh lùng vô cảm. Chúng cướp đi những ước mơ tử tế, cướp cả ý thức muốn làm người lương thiện trên đất nước này. Đất nước này đã được giải phóng hay vẫn chìm trong nhiều ách nô lệ? Dân tộc này đã được tự do hay vẫn bị xiềng xích gông cùm? Giả như dân tộc này còn biết đau trước ngọn roi của kẻ ác thì còn có hy vọng, nghĩa là còn tỉnh táo, còn cảm thức. Chỉ e rơi vào cảnh khốn nạn như con ếch ngồi dưới nồi đáy nồi, nước đang ấm dần lên mà cũng chẳng hay biết, đến khi nhận ra thì đã bị luộc chín. Nhiều kẻ ngồi trên cao vẫn hung tợn, quay quắt tìm mưu ma trước quỷ để vơ vét, hút máu đồng bào. Nhiều kẻ ở giữa trì thì bợ đỡ, đạp dưới. Những kẻ tận cùng thì bị ghì đầu sát đất, tai bị bịt, mắt bị che, nghe thứ được cho nghe và nói thứ được phép nói. Cho dù ngồi đâu, đứng đâu, thì khi nước mất nhà tan, thì tất cả đều bị tận diệt. Rồi chị kết luận như thế này, và những kết luận này dành cho chúng ta, những người có đức tin Công giáo. Chúa đã quỵ ngã trước sức nặng của thập giá, và người đã đứng lên. Dân tộc này, đất nước này, quê hương này cũng đang bị đốn ngã sóng xoài. Liệu có đứng lên được nếu cứ mãi ngây thơ ngờ nghệch? Chúa đã chiến thắng và người đã phục sinh, nhưng những dấu đinh, những thương tích vẫn in hẳn. Tôma đã thấy và đã tin. Còn những dấu đinh, những thương tích trên đất nước này liệu có cứu được con người trở lại không? Liệu hội Thánh Chúa hiện diện nơi mỗi Kitô hữu đã tận lực hết sức mình, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, để loan truyền ánh sáng phục sinh không? Ánh sáng ấy chính là sự thật, là công lý, là yêu thương. Hội Thánh đã dám mở toang cánh cửa để bước ra ngoài, hay vẫn sợ hãi đóng kín cửa mình lại? Thưa anh chị em, đó là tâm sự của một tân tòng. Chị mới theo đạo, trước cảnh đất nước nhà tan, suy gẫm về ngày 30 tháng 4 lịch sử, chị đã đưa ra những nhận định mà tôi nghĩ rằng nó đã tóm kết được tất cả hiện tình của đất nước chúng ta sau ngày 30 tháng 4 lịch sử. Điều mà chúng ta hôm nay cần phải nói với nhau, thưa anh chị em, chúng ta là con dân nước Việt, và mẹ Việt Nam đã bị đốn sóng xoài, không trải chỉ bởi ông hàng xóm xấu tính Bắc Kinh, nhưng trước hết và trên hết bởi những vết thương của cuộc chiến huynh đệ tương tràn chưa bao giờ được chữa lành. Con dân đất Việt, thưa anh chị em, Bắc Trung Nam vẫn chưa một nhà, vẫn kỳ thị vùng miền, vẫn sống chết mặc bay, vẫn tiền thầy bỏ túi, và chúng ta phó mặc vận mệnh đất nước cho ngoại bang, cho những lợi nhóm lợi ích xẻ thịt từng tất đất quê hương chúng ta. Mẹ Việt Nam đã bị đốn ngã sóng xoài còn bởi vì nhóm này, đảng kia, phái nọ cho mình là chân lý, nhưng lại quên mất rằng chỉ có một chân lý: chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta là anh em một nhà, là dòng giống con lạc cháu hồng, cùng chung một vận mệnh, cùng chung một dòng máu, cùng chung một quê hương. Chúng ta đã quá đau đớn, thưa anh chị em, về cuộc chiến phi nghĩa, huynh đệ tương tàn trong quá khứ. Chúng ta đã quá đau đớn khi chứng kiến đất nước hơn 40 năm qua, thay vì được giải phóng, thì ngược lại càng ngày càng bế tắc, luẩn quẩn trong một thứ nô lệ mới, như chính trị khủng hoảng, kinh tế bất ổn, đạo đức xuống cấp, giáo dục lạc hậu, lạc hướng, văn hóa suy đồi, nhân tâm suy kiệt, nhân cách lệch chuẩn, lãnh đạo tham nhũng, trí thức ương hèn, người dân vô cảm, và nguy cơ làm nô lệ cho giặc Tàu ngày càng đến gần. Chúng ta đã quá đau đớn khi đại gia đình Việt Nam chưa bao giờ được đoàn tụ, khi cả dân tộc bị buộc phải tôn thờ một vị lãnh tụ mà thế giới xếp vào trong số những tội ác chống lại loài người.
Tôn thờ một lãnh tụ như vậy thì thưa anh chị em cũng đồng nghĩa với tôn thờ tội ác và lý thường hóa tội ác, làm cho tội ác trở thành đúng đắn, làm cho tội ác trở thành cái gì bình thường trong đất nước này. Chúng ta phải thú nhận với nhau rằng, thưa anh chị em, chủ nghĩa xã hội hay ý thức hệ cộng sản chính là nguyên nhân gây nên những thảm trạng của xã hội Việt Nam suốt hơn 60 năm qua. Và chắc chắn nếu chúng ta tiếp tục kiên định đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội thì dân tộc này sẽ rất nhanh đi tới chỗ diệt vong, và cũng rất sớm hai tiếng gọi thân thương Việt Nam sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Chúa phục sinh là làm cho để làm cho thế giới được hồi sinh trong niềm tin chắc rằng sự thiện sẽ thắng sự ác, công lý sẽ thắng bất công, tình yêu xua tan hận thù. Nếu không có bất cứ sự hồi sinh nào nơi bản thân chúng ta, không có bất cứ sự thay đổi nào nơi gia đình, nơi học đường hay nơi xã hội chúng ta đang sống, thì thưa anh chị em, chúng ta chưa đón nhận và sống mầu nhiệm Chúa đã phục sinh và đang ở giữa chúng ta. Cũng vậy như trong lời cầu nguyện đầu lễ hôm nay, Hội Thánh tuyên xưng Chúa phục sinh là mang lại cho chúng ta nét tươi mới. Chúa phục sinh là để Ngài hiện diện với chúng ta và cùng chúng ta canh tân bộ mặt trái đất. Đức Giáo hoàng Francisco trong tông huấn Niềm vui tin mừng số 71, Ngài đã viết: chúng ta cần phải nhìn vào các thành phố của chúng ta với một cái nhìn chiêm niệm, một cái nhìn đức tin, để thấy Thiên Chúa cư ngụ trong các ngôi nhà, các đường phố, các công viên. Sự hiện diện của Thiên Chúa nâng đỡ các cố gắng của các cá nhân và tập thể để tìm được sự khích lệ và ý nghĩa trong đời họ. Ngài cư ngụ giữa họ, nuôi dưỡng tình liên đới, tình huynh đệ và ước muốn sự thiện, sự thật và công bằng. Vì thế, một đức tin chân chính không bao giờ dễ chịu hay cá nhân, nhưng luôn bao hàm một ước muốn sâu xa là biến đổi thế giới, truyền thông các giá trị và làm cho thế giới này phần nào tốt hơn khi ta gặp nó. Chúng ta yêu quý hành tinh tuyệt vời này, nơi mà Thiên Chúa đặt chúng ta vào. Chúng ta yêu quý gia đình vì dân loại này, nơi chúng ta đang cư ngụ ở đây, với tất cả những thảm cảnh và những đấu tranh, những hy vọng và ước mơ, những yếu đuối và sức mạnh của nó. Trái đất này là nhà chung của chúng ta, và tất cả chúng ta là anh em, chị em của nhau. Nếu quả thực việc điều hòa trật tự công bằng xã hội và nhà nước là một trách nhiệm chính trị, thì Hội Thánh không thể đứng bên lề cuộc đấu tranh cho công lý và hòa bình. Thưa anh chị em, đó là những lời của người cha chung chúng ta, mời gọi chúng ta đã đến lúc cùng bắt tay nhau lên đường, quên đi những quá khứ đau thương để cùng nhau xây dựng một tương lai Việt Nam mới, công bằng và huynh đệ. Hôm nay, ngày 30 tháng 4, ngày lịch sử của dân tộc, đây chắc chắn không phải là một ngày vui, cũng không nên giữ mãi một nỗi buồn, thưa anh chị em. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có buồn thì hãy buồn cho sự tụt hậu của đất nước này. Nếu chúng ta có buồn, hãy buồn cho sự chia rẽ đất nước. Chúng ta dù đã thống nhất về địa lý, nhưng thực sự chúng ta chưa có sự thống nhất về nhân tâm. Vì thế, để chung tay thay đổi vận mệnh của đất nước này, thiết nghĩ điều quan trọng trước hết, tất cả chúng ta ngồi ở đây, đặc biệt là những người lãnh đạo đất nước này, đã đến lúc toàn thể dân tộc Việt Nam phải làm một cuộc sám hối tập thể về những lỗi lầm của quá khứ, vì những cơ hội mà chúng ta đã bỏ qua, vì những điều tốt mà đáng lẽ chúng ta phải làm, chúng ta đã không làm, chỉ vì chúng ta quá sợ hãi, chỉ vì chúng ta quá nhu nhược. Hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa thánh lễ này, dâng lên Chúa đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta cũng xin dâng lên Chúa từng con người Việt Nam, xin cho tất cả chúng ta biết bỏ qua hận thù, xin cho tất cả chúng ta biết quên đi quá khứ để cùng nhau xây dựng một đất nước bình an, an lạc, để con cháu chúng ta
không trách cứ chúng ta, nhất là để con cháu chúng ta không thể nói gia tài cha mẹ để lại cho con chỉ là một Việt Nam buồn. Amen.